Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đầu xuân năm mới các bác dùng loa sự kiện rất nhiều để phục vụ âm thanh. Năm nay là năm tỏa sáng. Và năm nay là kinh tế phục hồi, các bác sự kiện có nhu cầu sắm thiết bị âm thanh như vang, đẩy mic lên tiếng, rồi là bát, test, phân tần để dựng loa sân khấu thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Audio. Hôm nay em gửi cho một bác khách ở trong tỉnh Bến Tre là một bộ combo leo bát của BM và test leo bi của 750 VNC. Và một bộ bát của chính hãng của công ty The Well là từ 190/76, còn đây là bát neo của nó 76. Và đây là hai đôi bát 40 từ 220/100 của hàng chính hãng của The Well, loại công suất lớn, đánh tiếng bát khỏe. Và một đôi tép RCF NF 750. Đây là phân tần full đôi là 725 JBL. Phân tần full đôi 725 JBL đánh hai bát một tép. Đây là phân tần 715 JBL đánh một bát và một tép kèn. Đây là loại màng chống nước các bác nhé. Vừa rồi thì có cái giọt nước nhỏ vào. Như đây là loại màng chống nước các bác. Nó có sơn một lớp rồi, không lo được cái nước này. Đây là đôi bát 40 neo chuyên về tiếng ca, gân vải tẩm dầu. Gân vải tẩm dầu của dòng BM. Đấy, tiếng ca sáng, bát 40, chính hãng của công ty BM. Hàng chính hãng của BM 500W nhưng trừ kháng 8 ohm. Các bác được sử dụng hàng chính hãng này. Hôm nay em gửi trong bộ Bến Tre này thì phân tần của nó là 715 rất là chất. Trở sứ hình yên ngựa. Có mã SZX715 JBL. Đường in là đường vào, đường LF là đường bát và đường HF là đường tép. Bảng mạch FIP màu xanh nước biển. Đấy. SZX nha, hàng của công ty. Tụ lọc màu vàng và rất là nhiều cuộn cảm bằng đồng. Và tép của nó là tép leo 750 BNC. Dòng này là neo từ bi dây dẹt. Từ bi sáng. Neo từ bi. Cái combo này một đôi bát và một đôi tép và một đôi phân tần mà 715 JBL là hiện tại một bộ này để lấy tiếng ca sáng, đánh loa monitor hoặc là trợ lời, đánh sân khấu hoặc nắp array thì có giá là 6,1 triệu. Combo này được bao ship các bác nhá, 6,1 triệu combo này được bao ship. Và đây là bát 40 chính hãng của The Well. Đây là một dòng loa giá bình dân và các bác có thể sử dụng loa kéo hoặc là loa gia đình hoặc là loa để lấy lời của sân khấu từ 190/76 15AH19001, hàng chính hãng của The Well. Gân vải tẩm dầu hai gân và màng của nó được xếp ly lượng sóng. Đôi bát này thì giá từ 190/76 nhưng giá nó bình thôi, nó có mỗi 1,9 triệu một đôi được bao ship từ 190/76, hàng chính hãng của The Well. Đấy, hàng chính hãng của công ty mà giá rất là tốt. Còn đây là hàng cao cấp của công ty, đó là dòng xương hình chữ Y. Thì sau đây thì đây là combo phun đôi này, thì đây là phân tần của nó là 725 JBL này, trở dưới hình yên ngựa này, đường LF này, hai đường ra bát này, đường HF là tép này. Đấy, phân tần này là phân tần 725 JBL, sử dụng cho mạch phun đôi, mạch phun đôi ra bát nhé. Còn đây là xương hình chữ Y đây, các bác nhìn này, 40 chính hãng của The Well, 15AH15, 800W trên trừ kháng 8 ohm, 800W trên một chiếc bát này. Bít bát có đôi 46 cái lỗ. Bích của nó là bích chất trắng sần. Xưng hình chữ Y. Hàng chính hãng của công ty, đó là công ty của The Well, và màng bát này là bát cao cấp của công ty. Màng xếp ly nhận sóng và gân vải tẩm dầu 3 gân và màng của nó được sơn dầu. Dòng bát này đánh bền, khỏe, đánh sự kiện. Kẹp lỗ là thép trắng dày từ 220/100. Từ 220/100. Cái cặp bát là 40 The Well này giá hiện tại của Nguyễn Đăng Giao là 3,3 triệu một đôi này, được bao ship. Đó là hàng chính hãng của công ty The Well. Các bác làm sự kiện hãy chọn cho mình một đôi bát hàng chất lượng cao để chơi. Và đây là tép RCF NF 750 8 ô. Từ 170 và 075 nắp nhôm. Giá 1,4 triệu bao ship các bạn. Từ 170/75 NF750. Thì hôm nay em có đầu xuân năm mới thì em rất hay báo giá cho tất cả các khách hàng để chọn. Các dòng loa sự kiện các bác có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong cái clip mới nhất nha.